Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Mình là Dragon S. Và cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình là sau khi mà cập nhật lên Season 1 Online 18.1 phần thứ 3 thì có rất là nhiều thay đổi. Và đặc biệt lớn nhất là cả thay đổi về việc đi event Gaion. Đấy, Gaion bây giờ rất là khác và anh em không biết là đi Gaion như thế nào và đi làm sao cho hiệu quả, và Gaion nó sẽ mang lại những cái gì cho anh em. Thì để trả lời những thắc mắc này của anh em thì ngày hôm nay mình làm một cái video nhỏ về đi event Gaion ở Season 18.1 phần thứ 3 và nó sẽ cần những cái gì, đi ra làm sao và được cái gì. Thì bây giờ mình và anh em sẽ cùng tìm hiểu. Thì ở Season này thì bây giờ vé Gaion Order của chúng ta sẽ bị xóa đi và sẽ được thay thế vào đó thì là Vakha Eternity Ticket. Đấy, sẽ được thay thế bởi vé này nhé. Tất cả các vé cũ đều bị xóa, sẽ không còn nữa. Và làm sao để nhặt được vé này? Thì chúng ta có thể nhặt được trong quá trình đi luyện level. Tất cả các cái map mà từ level 275 trở lên, đó là theo thông báo của mình. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình đi trên thì anh em trên ở các cái map càng cao thì cái tỷ lệ của rơi vé Vakha ticket này là rất là nhiều. Đấy, nên anh em mà có team level càng cao thì anh em nên để nhặt vé này nha anh em. Thì làm sao để nhặt? Thì có cách đơn giản nhất là chúng ta nhặt bằng auto. Là chính là auto của game đây anh em. Chúng ta sẽ vào là phần mục nhặt đồ là obtaining. Đấy, sau đó chúng ta nên tích vào mục add thêm vật phẩm mở rộng đó, add extra item. Ở đây chúng ta sẽ gõ thêm là Vakha. Đấy, Vakha đấy, hoặc là ticket nha anh em. Ticket ở đây thì mình đã thêm rồi. Và sau khi thêm vào thì chúng ta nhấn add. Và sau khi thêm thì chúng ta sẽ có ticket và Vakha, sau đó chúng ta lưu lại. Và như vậy trong quá trình chúng ta đi luyện level thì chúng ta cũng có thể nhặt đồ được luôn. Và chúng ta chỉ có thể nhặt đồ khi mà chúng ta online nha anh em. Khi mà chúng ta up level là chúng ta sẽ chỉ có nhặt gem mà thôi. Đấy. Và bây giờ để đi được sự kiện Gaion thì chúng ta sẽ phải có ba điều kiện nha anh em. Điều kiện thứ nhất thì level của nhân vật chúng ta phải từ 1000 trở lên. Dưới 1000 chúng ta sẽ không thể tham gia sự kiện Gaion được nữa. Cái thứ hai thì chúng ta sẽ phải có vé Vakha ticket này. Đấy. Và điều kiện thứ ba là mỗi nhân vật thì sẽ chỉ được đi một lần và mỗi lần thì chỉ đi được một nhân vật mà thôi. Đấy, không thể đi được cả team như hồi xưa nữa nhé. Đây. Để kiểm tra được á là chúng ta còn thừa lượt đi hay không thì chúng ta nhấn chữ T. Đó, chúng ta vào mục event map và chúng ta chọn vào mục Infernal. Ở đây thì nó sẽ ghi cho chúng ta là đấy, có thể tham gia không trên một lần tham. Đấy, trên một ngày đấy anh em. Rồi, sau khi chúng ta thỏa mãn ba điều kiện này thì làm sao để đi? Thì ở bây giờ thì chúng ta chỉ có thể tham gia trực tiếp khi mà chúng ta ở trong PT. Ở đây mình làm một ví dụ cho anh em là khi mình là chủ cây. Đấy, và mình có một PT đang trên luyện level. Và bây giờ mình đi thì đi như nào? Chúng ta nhấn V lên để mở hòm đồ và click chuột phải vào vé. Đó, và chúng ta nhấn OK. Sau khi chúng ta nhấn OK thì chúng ta sẽ được di chuyển đến map ở channel chung, hay còn gọi là Gold Channel ở server mình. Đấy, chúng ta sẽ được đưa vào channel chung này anh em. Đấy, sau khi đưa vào channel chung á, cái map mà gần như là anh em hay làm nhiệm vụ level 800 đấy nha. Đấy, thì chúng ta sẽ gặp là Journey The Accession đó, NPC hỗ trợ. Sau đó chúng ta nhấp vào nha anh em và chúng ta chọn Enter Vakha. Ở đây nó sẽ có hai mục cho anh em. Mục đầu tiên là Enter tức là đi vào, Liver Vakha tức là không đi Vakha nữa mà chúng ta thoát ra lại bên ngoài nha em. Thì ở đây mình đang muốn đi thì mình chọn là Enter Vakha. Và ở trong Enter Vakha này nó sẽ có hai mục nữa cho anh em lựa chọn. Thứ nhất là nhân vật của Enter Vakha lần này đi thì nó sẽ là hệ nước. Đấy, thuộc tính của nó là hệ nước đó. Và nó sẽ có là level 1 đó. Và chúng ta chỉ cần nhấn Enter để đi vào nha anh em. Rồi, mình rất là hên. Thì sau khi vào cái sự map Gaion như bình thường của chúng ta. Đấy, như giống như bình thường này. Ở đây chúng ta sẽ có hai lựa chọn khi mà bay vào ấy. Đó, nó sẽ có thể là giống như đi Gaion chủ nhật hồi xưa, hoặc là sẽ là chúng ta sẽ phải là đi qua tận 4 cổng đấy. Hoặc là chúng ta có thể đi giống như Gaion bình thường là chỉ có đi 3 cổng. Đó là tùy vào mức độ hên xui của anh em. Đó, hên xui nha anh em. Nó sẽ không, chúng ta sẽ không lựa chọn được đâu.
và nó sẽ vẫn tính dồn như bình thường. Và bây giờ điều đặc biệt của season này là gì? Đó chính là chúng ta có sự hỗ trợ mới từ hệ thống Auto Gaon, hay còn gọi là Auto Vaca Helper, ở góc ở bên trái, ở phía trên bên trái, bằng cách là chúng ta nhấp vào ở đây đó, nó sẽ tự động ở đây là gì, tự động nó sẽ tự động đi qua cổng, tự động đánh quái, tự động nhặt vật phẩm, tự động sử dụng skill mà chúng ta đã chọn trong auto ở bên ngoài bình thường nhé. Đấy, anh em có thể thấy bằng cách ở đây là gì, nó sẽ đi đến các cái vị trí mà đã được thiết lập sẵn. Đấy, anh em thấy nó không phải nó đi tìm quái đâu nhé, nó sẽ đi chọn một vài cái vị trí đó, giống như vị trí này, rồi nó sẽ đi qua góc bên phải ở giữa, sau đó nó đi qua bên phải, nó đánh quái, nếu như không có quái nó đánh xong thì nó đi ở dưới đó, ở dưới xong nó lại đi qua bên trái đó, sau khi bên trái nó xác nhận hết quái thì nó sẽ mới đi đánh cổng đó. Cổng bây giờ nó cũng sẽ có là thuộc tính nhé, cổng bây giờ cũng sẽ có là element đó, nên anh em phải lưu ý nhân vật mà yếu là không thể đi qua được đâu, và nó sẽ phải chạy lui chạy tới, nó tìm quái rất là lâu. Và bây giờ chúng ta có một phút để đi qua cổng thôi, mà nếu như mà chúng ta sử dụng auto á mà nhân vật lại yếu quá thì nó sẽ không tự động qua được cổng, nên em lưu ý khi dùng auto. Và auto này rất là lợi, nhiều lúc anh em chỉ cần vào và nhấn auto khi mà anh em có một nhân vật đủ mạnh thì nó sẽ tự động làm hết tất cả mọi thứ cho anh em luôn đó. Anh em để ý, mình không có làm gì hết, mình chỉ ngồi và được nói chuyện đó, chém gió diễn giải với anh em, còn gần như mọi thứ là auto nó làm hết, anh em thấy không? Và khi mình vào auto thì chỉ có nhân vật của mình vào và tất cả các nhân vật khác vẫn ở lại đánh quái trên quái bình thường. Anh em thấy không? Nó sẽ đi qua một số ba vị trí trên map. Trong cái map Gaon này nó sẽ mặc định nhá. Mặc định đi qua ba vị trí là ở giữa, bên phải và bên trái, sau đó nó đi quay lại cổng chính. Đó. Đây chúng ta có một phút qua cổng này, cổng vẫn có đám thuộc tính này anh em. Đó. Sau khi đánh cổng xong nó sẽ tự động qua cờ. À, bây giờ có một cái mới nhỏ mà anh em ít khi để ý là chúng ta không cần phải đợi thời gian để mới được qua cổng, mà bây giờ chỉ cần chúng ta di chuyển cái vị trí qua cổng là chúng ta qua luôn đó, không cần phải đợi nữa. Nó đi Gaon bây giờ rất là nhanh, anh em có thể thấy này, giờ đi hơn một phút rồi và nó đang sắp đi xong rồi. Đấy, đây là cái cổng thứ ba rồi, cái vòng thứ ba rồi. Rồi, đây là kết quả nhận được sau khi đi Gaon, sau khi chúng ta auto hoàn thành Gaon thì chúng ta sẽ nhận được một là hộp Gaon đấy, Vaca Reward bốc một đó, một hộp Vaca nhé, một hộp Gaon thì nó vẫn lang auto cho chúng ta. Sau khi chúng ta đi xong thì chúng ta sẽ nhận acid, nó sẽ trả chúng ta về lại cái map chung đó, anh em thấy không, nó sẽ trả về map chung. Rồi sau khi trả về map chung á thì anh em có thể là nhấn M và chúng ta di chuyển ra lại cái map chúng ta trên bình thường, hoặc chúng ta nhấp vào clip Vaca đó, đó cũng sẽ trả lại cho chúng ta ra lại. Đó là hai cách chúng ta thoát khỏi cái Vaca sau khi chúng ta hoàn thành. Đó, sau khi mà chúng ta thoát khỏi Vaca thì nó sẽ trả lại cho chúng ta về lại map, những anh em về lại map mà anh em đang trên. Đó, hiện tại là do nhân vật DK của mình là đang gồng gãy đam đấy nhé, nó có mỗi mấy súng này, tất cả đây có mỗi một con ra súng của mình, con DW của mình đang trên nổ thế này. Còn khi mà mình chủ cây đi một cái là mấy con này lim hết, chết hết. Bây giờ mình sẽ dẫn cả team. Đó, anh em có thể cách dẫn không? Dẫn cả team đi theo này. Đó, mình đang dẫn cả team đi theo. Đây là sử dụng hệ thống Auto Helper. Đó, mình sẽ dẫn cho nó bút tí nha anh em. Cho nó bút một tí. Đó, anh em đợi mình một xíu. Đó, mình đang kéo luôn cả con DW của mình về này anh em. Đây anh em thấy không, DW của mình đang về này. Đó, sau khi về thì chúng ta có thể nhận đầy đủ bút. À, sau khi mà bút xong rồi anh em có thể nhận vào switch này, nhấp vào để nó thu gọn bút lại. Đây là một trong những cái điều mới mẻ nhất của season 18.1 phần thứ 3 mà mình rất là thích. Đó là chúng ta đã được thu nhỏ các cái bút hỗ trợ lại mà không bị lấn chiếm bởi màn hình chơi. Đó, sau này anh em đi PVP hay là đi nhìn quái nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi anh em đợi một chút, mình sẽ dần cả team đến bài. À, sau đó là mình sẽ mở box sẽ để xem chúng ta sẽ nhận được cái gì. À, đi xuống, mình vẫn đang trên ở hotspot của map cuối. Đây là đang ở map cuối nha anh em. Rồi, sau khi đứng ở đây thì team sẽ sống thôi. Rồi, sau khi chúng ta đi xong thì chúng ta nhấn phím K nha anh em.
Đây chúng ta nhấn phím K đó để mở tên rừng. Đó, sau khi chúng ta sẽ nhận được một Vaca Reverb ở đây, chúng ta nhấp vào và chọn OK. Rồi, sau khi chúng ta OK xong thì chúng ta sẽ được một cái Vaca Bub như này. Đó, và chúng ta nhấn chuột phải để mở nó ra. Sau khi mở ra thì chúng ta sẽ nhận được một cái mảnh vỡ cổ vật đấy và một hộp root nha anh em. Mastery Box, hộp này của ở server mình sẽ là một hộp root. À, và sau khi mở ra chúng ta sẽ có nhận được là 4109 root này, rất là nhiều root đấy anh em. Rồi thì cái mảnh vỡ cổ vật này làm gì thì mình sẽ đi về map Noria. Đây mình sẽ về map Noria, chúng ta sẽ quay để nhận được cái mảnh, để chúng ta sẽ quay để nhận được đá cổ vật như này nha anh em. Đây đấy, chúng ta chọn dòng đầu tiên chế tạo thông thường, nhấp vào mảnh vỡ cổ vật và ở đây nó sẽ yêu cầu là 50 viên gre. Đấy 50 viên gre và chúng ta sẽ cần thêm là 10 triệu gen nữa thì chúng ta mới quay được anh em, và chúng ta sẽ có tỷ lệ 80% thành công. Ồ may quá, mình đã thành công, nhưng mà cái mảnh vỡ cổ vật của mình chỉ là mảnh vỡ số 3 đấy. Rồi ví dụ nhá, sau khi mình có mảnh vỡ cổ vật thì mình làm gì với nó? Mình sẽ nhấp vào chỗ khảm cổ vật đấy, artifact này đó, sau khi có xong thì chúng ta sẽ khảm vào. Thì khi nào mình kiếm được cái viên cổ vật số 7 á thì mình khảm vào thì anh em sẽ thấy được sự lợi hại của nó nhé. Đấy mình mới chỉ là khảm còn thiếu này, còn thiếu một ô này, đúng ra là nó phải là cái này là sẽ phải là mảnh vỡ cổ vật thứ 7 chứ không phải là thứ 6 nhé. Thứ 7 thì nó mới là tối ưu đó. Trên đây là tất cả những cái gì mà về sự kiện Gaion mới ở cái season 18 một phần thứ 3 mà mình cần muốn nói cho anh em để anh em hiểu rõ hơn về Gaion. Bây giờ anh em cái mèo là gì? Cái mèo là anh em cứ đi trên bình thường đó, sau đó anh em cứ nhặt được vẻ Gaion, sau đó anh em cứ đưa từng nhân vật vào. Có thể anh em đi nhiều nhân vật một lúc vẫn được, nhưng mà mỗi nhân vật nó sẽ tự động vào một cái Gaion khác nhau, nó không đi chung với nhau được. Anh em hiểu ý mình không nhỉ? Tức là anh em đi con đi giống như mình đang đi DK thì con DK của mình nó sẽ vào một cái con khác, rồi con RF của mình nó sẽ vào một con khác, một cái con khác. Nó cứ thấy xong rồi chúng ta cứ quay lại thôi, nó có auto mà, chúng ta cứ vào auto, nó đánh xong chúng ta nhận quà, nhận rút, sau đó chúng ta quay lại về trên, không mất mát gì cả, rất là nhanh, rất là tiện lợi. Đó, trên đây là những cái kinh nghiệm của mình mà mình vừa chia sẻ cho anh em, và hy vọng là những cái video này sẽ giúp ít được ít nhiều cho anh em trong cái việc mà làm quen với sự kiện Gaion mới, cũng như là một phần của đá cổ vật và một số cập nhật của season 18.1 phát 3 của Vũ Online. Đấy. Và nếu anh em cảm thấy video này có ích, hãy đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh anh em để ủng hộ. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo khi mà mình ra video. Mình nhận anh em. Bye.